Ừ, quý vị ơi, đây là cây đào ở nhà của cái bà má nuôi của em nha. Cây đào này gọi là cây đào donut. Trời quý vị ơi, nó quằn cây, nó gãy nhánh, nó xà xuống. Ta nói cái cây này bà má nuôi của em á, bà đem phát hết cho làng cho xóm mà nó cũng không có hết nữa. Nó nhiều quá trời quá đất luôn. Coi nè, bây giờ quý vị coi thử coi, đếm thử coi một cành là có bao nhiêu trái. Ồ thôi em không đếm nổi luôn quý vị ơi. Quý vị đấy, bây giờ đó, đó hai bà má của em đó, hai bà già đó, hai bà già đang nói chuyện mà bây giờ nguyên một lũ nhóc nhà em nó ra nó tàn sát cây đào của nhà má nuôi em. Cái thằng con của em nó đụng vô cái trái đào lông đó, nó nghe long 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 nó sợ, nhưng mà nó cũng quay lại nó bẻ một trái. Xong bây giờ nó bẻ tiếp trái thứ hai đó, coi chuẩn bị nó bẻ nữa rồi nó sẽ bẻ nguyên một bọc luôn quý vị. Cái cây đào này đó nó ngon dữ lắm, biết sao không, nó giòn nó ngọt mà nó lại nhiều trái nữa. Nếu mà quý vị nào ở Texas á, mình có thể trồng cái cây đào này nè. Bà má của em á, bà mua ở đoàn nursery á, ở trên Grand Prairie gì đó, Irving á. Mà trời ơi sao mà nó sai trái. Cái cây đào này được cái hen, tới mùa xuân á, nó nở bông. Nó nở bông đẹp dữ lắm. Mình chỉ cần hen trồng một cây đào ở trước nhà thôi là mình sẽ thấy mùa xuân đã đến với tất cả chúng ta. Nó đẹp lắm. Mà bây giờ xong hôm qua mùa xuân xong cái bắt đầu tới mùa hè là nó cho mình ăn trái. Cho mình ăn trái ta nói ăn ngập mặt luôn. Ăn mà từ mùa đông qua tới mùa hạ mà nó vẫn còn. Thôi bà má nuôi em, bà đem bà phát cho hết làng, hết xóm, hết người thân, hết bạn bè, con cháu chắc gì chiều nó tới ha, nó bẻ như vậy nè, giống như em vậy nè, chiều nó đi làm gì ha là nó tới nó bẻ mà cũng không hết đó quý vị ơi. Cây đào donut mà cây đào này không biết ngày xưa tề thiên có ăn không ha, em không biết chứ, mà em ăn em thấy em khoái dữ lắm em ơi, nó ngọt mà nó giòn dữ lắm đó quý vị. Coi nè, bà má em á, bà phải chống cái cây lên, những cái cành nó sai quá sai, nó gãi luôn nhánh, nó gãi một nhánh này hen. Mình chỉ cần á, cắt một nhánh thôi, mình đem về mình ăn là đảm bảo ăn là ngán luôn, ăn không thể nào tưởng tượng được sao mà cái cây đào này nó nhiều trái dữ quá. Em chưa bao giờ thấy cái cây đào nào mà nó có nhiều trái như vậy cả nhà ơi. Quý vị ơi nè, đẹp dữ lắm, đẹp quá xá đẹp luôn ha. Ừ đó, nó đẹp quá trời đẹp. Cái cây, cái nhành đào nó rủ xuống, phải chống cái gậy đó lên như vậy đó, cho nó đỡ có bị gãy nhánh. Em không có thể nào tưởng tượng được cái cây đào này nó nhiều trái dữ quá. Mà hả, bây giờ em muốn đi mua một cây, nhưng mà ở nhà em á, là không có cái đất trồng. Thôi em cứ qua nhà bà má nuôi em, em xin đó, đi xin ăn mà nó vui. Mà em rất là thích nhìn ngắm những cái cây mà nó sai triểu quả như vậy nè ha. Ôi đó, quý vị nào ở Texas ha, là quý vị có thể trồng được cái cây đào này nè. Texas, cái khí hậu của nó là nó nóng, nhưng mà cái mùa xuân là nó cũng lạnh, thành ra cái cây đào này nó rất là phù hợp. Bây giờ ha, em mời quý vị xem lại những cái chùm đào nó quá là nhiều trái. Mà em hy vọng là quý vị nào mà trồng đào cũng sẽ trồng được những cái cây đào như thế này ha. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip nói nhảm của em. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.